Chào các bạn nha, mình là Trọng DH đây. Thì hôm nay mình có chuyến công tác ở tỉnh. Thì mấy ngày mình đi miền Tây nhiều rồi. Hôm nay mình chuyển qua đi miền Đông nha các bạn. Thì tỉnh mình đi là tỉnh Bình Phước nha. Bình Phước thì nói về Bình Phước thì có nhiều điều với cà phê đúng không các bạn? Cà phê điều với tiêu là nhiều lắm. Giờ chuẩn bị đi rồi. Hành lý đồ đồ nghề đồ chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, giờ thì mình xuất phát thôi. Thì trên đường đi mình sẽ có thể quay lại những cái cảnh đẹp thì nọ được cho anh em xem, à, mong anh em ủng hộ mình nha. Rồi thôi bây giờ mình xuất phát nha anh em. Hồi nãy mình có đo thử là từ chỗ nhà mình mà đến trạm đầu tiên mình làm là khoảng 100 cây số nha các bạn. Giờ mình đi chắc cả tới chiều mình tới luôn. Thì Bình Phước nó cũng có nhiều cao su nữa các bạn, cao su nhiều lắm, rất là nhiều cao su luôn. Bây giờ mình xuất phát nha, chào các bạn nha. Sau khi tụi mình đi từ nhà mình từ nãy giờ thì mình cũng đến được cái ngã tư này nha các bạn. Thì cái ngã tư này người ta gọi là ngã tư Bình Phước nha các bạn. Thì ngã tư Bình Phước này mình nếu mình đi Bình Phước ấy, thì mình sẽ đi thẳng luôn nha các bạn. Đi qua Bình Dương trước rồi mới tới Bình Phước nha. Còn mình quẹo tay phải cái ngã tư mình quẹo tay phải này là mình đi về các tỉnh miền Đông Nam Bộ rồi đó. Đi Đồng Nai, Vũng Tàu hay là đi ra quốc lộ 1 rồi đi lên phía Bắc luôn nha các bạn. Ra Hà Nội rồi luôn á. Còn phía bên đây trái của mình á thì mình đi về các tỉnh miền Tây. Còn cái đường này là đường hồi nãy mình đi nha các bạn, đường này hồi nãy mình đi lên nè, đó là đi vô bến xe miền Đông nha các bạn, cũng nhiều đơn nhiều xe lắm á. Đó thì mình là mình đi thẳng luôn nha, mình đi thẳng lên này hoài luôn là mình sẽ tới Bình Dương trước rồi xong rồi mới tới được Bình Phước. Rồi bây giờ mời các bạn đi theo mình nha. Đây là quốc lộ 13 nha các bạn, mình cứ đi thẳng hoài luôn là tới được thành phố Thủ Dầu Một. Xong rồi mình quẹo hướng đi về ngã ba Sở Sao á, mình quẹo phải qua thì mình cứ đi đi hoài là mình tới được Bình Phước nha các bạn. Đây phía trước chúng ta là có một cái Aeon này các bạn. Aeon này giống chỗ Tân Phú với lại Bình Tân cũng có một cái các bạn. Đường ở Bình Dương thì rất là thoáng, chạy xe rất là đã luôn nha các bạn. Đó. Đường rất là rộng. Đây là cái siêu thị Aeon nha các bạn. Thôi là mình đi tiếp nha các bạn ơi. Mấy cái đường này là đường trong thành phố mới của Bình Dương nha các bạn. Thành phố mới của Bình Dương á, ở Tân Nguyên á. Đường rất là rộng lớn và nhà cửa nó cũng đang xây dựng rất là nhiều nha các bạn. Mốt chỗ này là xây dựng dữ dội luôn á. Còn đất trống nhiều lắm bạn ơi. Đây là khu thành phố mới của tỉnh Bình Dương nha. Các bạn nhìn thấy đường không? Xe chạy hai bên là rất là thông thoáng luôn á. Không có phải kiểu cảnh mà kẹt xe như ở Sài Gòn luôn. Đường rất là thoáng. Rồi còn đất trống nhiều quá bạn ơi. Nhà cửa chưa xây nha. Thành phố mới của tỉnh Bình Dương nữa rồi. Chào các bạn, đây là những cây cao su nha các bạn. Đó cây cao su á. Thì cao su rồi nó có rất nhiều thông dụng nha các bạn. Trong đời sống hàng ngày của mình nó rất rất nhiều cao su luôn á. Hầu như là tất cả đều có liên quan đến cao su đó nha các bạn. Cái cao su nó làm lớp hay làm nói chung là làm nhiều lắm. Đó là những cây cao su này các bạn, mình đã qua cho các bạn xem nè. Đó. Thì người ta trồng là rất thẳng hàng ngay lối luôn các bạn, nhìn rất đẹp luôn á. Đây mình lại gần gần cho các bạn xem nè. Đó, cây này người ta đã cạo mủ rồi nha các bạn. Đó. Ồ, nắng chiếu quá. Đây.
đó, người ta cạo, người ta hứng nè, cái này cái dòi này để nó chảy nhiễu xuống cái tô này các bạn. Cái này người ta giống như thu hoạch rồi mà cho nó nghỉ chắc gần tháng nữa người ta cạo tiếp. Đó, cái cây có mấy cái lằn lằn là người ta giấu người ta cạo nha các bạn. Đó, nhìn rất là thẳng hàng ngay lối luôn á. Ở đây là Bình Dương nha các bạn, Bình Dương, Tân Nguyên của Bình Dương nha các bạn. Đây trồng cũng chưa nhiều đâu, lắm các bạn đi ngang đường quốc lộ 13, 14 gì đó, đi về Bình Phước á. Đây là rất là nhiều hai bên đường. Đó, bên đường bên kia người ta cũng trồng rất là nhiều nha các bạn. Đó, xe của mình ngoài trước đó. Hôm nay mình đi đây, tới đây mình thấy khung cảnh nó cũng giống như đẹp á, mình đứng lại mình quay cho các bạn xem. Đó, mấy bạn thấy không? Người ta trồng rất là hẳn hàng ngay lối luôn. Thì cây cao su này như lúc mà người ta trồng từ lúc mà cây non đến lúc mà cạo được mũ đó các bạn là khoảng hơn 5 năm nha các bạn. Mình đón các mấy cây này cũng khoảng 7-8 năm rồi đó. Nên nhìn thấy nó cũng còn nhỏ quá, không có bự. Cái hộp cao su mình cũng bán được luôn nha các bạn. Còn mũ cao su bán thì rất là đắt tiền nha. Còn cái lúc mà mình thu hoạch thì một cây thì có tuổi đời thu hoạch là khoảng 15-20 năm vậy đó các bạn. Thì sau khi mình hết cái năm đó thì mình có thể đốn là làm gỗ. Thì cái gỗ cao su cũng làm rất nhiều được cái. Cái ghế cũng còn bán được mà các bạn. Cái ghế ta đào lên ta đốt lò hay làm gì đó đó. Nhiều bộ ghế rất là đẹp luôn nha các bạn. Rồi thôi thì để mình đi tiếp nha các bạn ơi. Đó, xe mình vào trước á. Đây là mấy cái cây cao su non nha các bạn. Đó bạn không, người ta chắc là người ta đốn hết mấy cái già rồi, ta bứng rễ lên hết rồi. Giờ người ta trồng mấy cây non xuống nha các bạn. Mấy bạn thấy không? Có khoảng chừng 1 mét à. Đó, mấy cây này xanh xanh nhỏ nhỏ theo hàng thẳng lối đó các bạn thấy không? Đó là cây con của nó là tới đây đó. Thì trồng khoảng 5 năm hơn thì mới thu hoạch được nha các bạn. Bên đây là mấy cây nhỏ nè. Ta mới trồng xuống chắc được cỡ mấy tháng năm gì đó. Còn phía bên này là mấy cây trưởng thành nha các bạn. Đây cái đường này, cái đường này là đường DT742 nha các bạn. Hướng ra cổng xanh á. Đó. Đó, còn phía bên này là cái cây trưởng thành nè các bạn thấy không? Đó là người ta đánh dấu màu xanh xanh đó không là cho người ta chuẩn bị cạo hay sao đó. Đó nhìn nó lớn bự không? Đó, mấy cây này chắc cỡ 8-9 năm gì đó, thấy bự quá, cũng bự hơn cây nãy. Trồng lên là một khoảng thời gian rất là dài mới thu hoạch được mũ nha các bạn. Rồi thôi để mình đi tiếp. À, sau khi mình đi đến cuối đường DT742 các bạn thì quẹo tay trái nha. Quẹo tay trái thì mình đi chút xíu nữa là mình tới được cái ngã ba cổng xanh nha các bạn. Thì ngay cái ngã cổng xanh này nè mình sẽ quẹo tay phải để mình đi về Bình Phước. Đi về Đồng Xoài đó nha các bạn. Thì từ cái ngã ba này mình lên tới thị xã Đồng Xoài là còn khoảng 50 cây số nữa nha các bạn. Còn cái ngay cái ngã ba này mấy bạn quẹo tay trái đi về là các bạn đi về tới Thủ Dầu Một nha các bạn. Đó bây giờ tới ngã ba cổng xanh, bây giờ mình quẹo tay phải đi lên để tiến về Đồng Xoài nha các bạn. Còn khoảng 50 cây nữa, chắc khoảng 1 tiếng rưỡi nữa mình tới được Đồng Xoài. Rồi đó bây giờ mình quẹo qua nè. Đường thì đường xá ở đây thì chạy rất là ngon nha các bạn. Rồi bây giờ mình đi tiến về thị xã Đồng Xoài. Đó đường rất là đẹp nha các bạn, rộng rãi thoáng mát nữa. Hai bên đường thì trồng rất là nhiều cao su nha. À, đây là cầu Phước Hòa nha mấy bạn. Cầu Phước Hòa. Đường này đi thẳng qua là mình sẽ tới được Đồng Xoài nha các bạn. Đây có cái khung cảnh cũng đẹp quá các bạn ơi. Có cái cầu. Có cái cầu mà bị gãy, bị sập vậy các bạn. Nhìn đẹp, đẹp quá. Mình quay lại cho anh em xem. Có một nhóm người đang trên đó biết làm cái gì. Nhìn cũng đẹp quá các bạn. Đó, có một nhóm người đang trên đó chơi hay làm gì đó mình cũng không biết nữa. Chứ mà cảnh rất là đẹp.
Rồi, bây giờ mình đi tiếp nha các bạn ơi. À, mình vẫn còn đi trên huyện Phú Giáo của tỉnh Bình Dương nha các bạn. Đi nãy giờ lâu quá trời lâu mà chưa hết được Bình Dương nữa. Dương quá là bự luôn á. Các bạn thấy trong trong á, trong trong xa xa ngoài xa đít mấy cái nhà là trường cao su không nha các bạn. Hai bên đều như nhau hết nha. Cao su rất là nhiều đó, phía trước mình là mấy cái xanh xanh là còn là cao su không á. Thì vấn đề cạo mũ cao su các bạn thì thường á thì người ta cạo ban đêm không nha các bạn. Khoảng 10 giờ đêm người ta cạo tới 2-3 giờ là xong. Thường cạo là rất là đông người đi cạo. Mình không biết sao người ta cạo ban đêm, nó chắc do cái trời mát là cái thứ nhất, với lại mình nghe người ta nói là cạo mũ ban đêm thì cái mũ nó ra nó chất lượng hơn là cái mũ ban ngày, bởi vì thường người ta cạo là nó cạo ban đêm không à. Đây vẫn là xã An Bình của phải An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương nha các bạn. Đó, phía sau sau mấy cái nhà là toàn là cao su không à. Hai bên đều như nhau hết nha các bạn. Mình còn khoảng chừng 25 cây nữa là mình tới được thị xã Đồng Xoài của tỉnh Bình Phước. Chắc đi hết cái Phú Giáo này là tới Bình Phước nha các bạn. Đường đẹp lắm, đường đi nãy giờ mình cảm giác như là quá đẹp luôn á. Đẹp hơn mấy cái đường của mình đi dài luôn á. Rất tiếc là nãy giờ mình quay ít quá, không có quay nhiều với cái khung cảnh đường mình đi. Giờ nãy giờ mình mới lấy ra quay cho anh em xem nè. Đường này rất là đẹp. Đó, anh em thấy không, cao su này thấy không? Đó là dựng nhà ta ở trong đó luôn đó. Cao su là nhìn rất là ngay hàng thẳng lối luôn thấy không? Rất đẹp, mấy cao su này lâu năm rồi đó. Cao su này chắc mười mấy năm rồi, nó bự và bá lỡ luôn. Thì bên này cũng có, hai bên đường tất cả đều có luôn nha các bạn. Rất nhiều cao su. Bây giờ để mình đi tiếp nha. Bây giờ mình đã tới được huyện Đồng Phú của tỉnh Bình Phước rồi nha các bạn. Bây giờ từ đây mình đi tới thị xã Đồng Xoài là còn khoảng 10 cây mười mấy cây số nữa thôi. Giờ cũng tối rồi, gần tối rồi, sáu mấy rồi. Đường xá đồ xe đồ lên đèn hết rồi các bạn, thấy không? Đây xe mình đây cũng nó ghi cũng 6 giờ mấy rồi ta, 6 giờ 16 phút. Giờ chắc chạy cần nửa tiếng là mình sẽ tới được Đồng Xoài. Đó, đường này đi thẳng qua là tới được thị xã Đồng Xoài nha các bạn. Để mình đi tiếp nha. Một hành trình dài thì mình đã đến được thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước rồi nha các bạn. Đây là cái dòng xe lớn đây nè. Mình đi thẳng đường đó luôn là về được chân thành nha các bạn. Còn mình đi về phía bên này là mình đi về Bù Đăng nha các bạn. Bù Đăng á. Sau một hành trình 110 km thì mình đã đến được Đồng Xoài. Cũng may mắn là mình có chuyến đi an toàn, không gặp vấn đề gì hết. Clip của mình cũng xin kết thúc tại đây nha các bạn. Nếu có hay thì mấy bạn nhờ các bạn ủng hộ và chia sẻ cho mình. Xin cảm ơn các bạn nhiều lắm. Mình là Trọng DH nha.